Vâng, lần đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và trong video của ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022, Phạm Thức Audio xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn, đây là chiếc SUV Yamaha SVK90. Hàng về của bên em là hàng nguyên bản, nguyên thùng xốp, hàng chất bãi, nguyên thùng xốp. Và đằng sau thì có con lọc xì SG, Pioneer SG77, nguyên thùng xốp. Và chiếc âm ly Đờ Non 890D cũng nguyên thùng xốp. Xin báo giá tới quý vị các bạn luôn và ngay. Thì của SUV Yamaha SVK90 này, bên em xin phép được báo giá tới quý vị các bạn chỉ giá là 3,5 triệu và sẽ nhận thêm 100.000 tiền cước nhá. 100.000 tiền cước cho anh em với của SUV Yamaha SVK90. Đấy. Hàng này được sản xuất tại Made in Malaysia. Ở đây là anh em mình cùng bóc ra này. Đấy, đây là thùng của nó, đây là phần xốp. Nhấc ra đi. Đây là phần mặt dưới của xốp. Đặt xuống đây. Đặt xuống đây đi. Đây có cả sách vở hướng dẫn sử dụng. Tháo cái sổ này ra kìa. Tháo ra đi, bóc ra đi. Đây, phần chân xốp bên trong của nó này. Không. Đẹp. Quá đẹp luôn, đúng không? Đẹp từ cái thùng, đẹp ra. Số seri của quả súp này là 4989XZ. Hàng này xuất cho thị trường nội địa Nhật nên nó sẽ ghi chữ Japan ký hiệu này. Đây. Đây, số seri của trên thùng này. Mời anh em cùng ngó. Made in Malaysia. Trùng số seri chưa? Và độ đẹp của nó thì là quá chất lượng rồi. Đây. Đấy. Bạn nhìn thấy chưa? Quá chất lượng. Độ zin thì không phải nói rồi. Như này là đã nhìn phát là đã biết là độ zin của nó là tuyệt đối. SUV SVK90. 90 thì sẽ có thông số kỹ thuật là 65W là công suất tiêu thụ. Công suất ra loa nó sẽ là 100W với trở kháng là 5 ohm. Cấu tạo là 1 bát 20. Chiều rộng của thùng là 23,5, chiều cao là 48,5 và chiều sâu của nó là 40,9, trọng lượng là 14 kg. Quả súp này thì hoàn toàn nó có thể đánh được với diện tích 25m² đổ về, phối kết hợp giữa nghe nhạc và hát karaoke rất ổn. Đây, đây các bác nhìn này, cái rắc chụp của nó để bảo vệ cái phần bên này này là nó sử dụng dùng cái mũ chụp của Sony. Góc cạnh không chê được một điểm gì luôn. Đây là để trong thùng lâu thì cái căng này nó hơi có màu mốc này một chút thôi. Cái này tháo ra giặt thì sạch cong luôn. Căng không một vết rách. Hàng quá chất lượng. Giá thì quá bình dân. 3,5 triệu. Các bác cứ đấu thử với giá của những đơn vị khác như nào các bác biết. Máy bao hoạt động và bên em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 1 tháng nhé. Còn chiếc lọc xì Pioneer SG77 này sẽ có giá là 10 triệu 500 và 100.000 bao cước. Đơn ông 890D, phiên bản D, nguyên thùng xốp, Made in Japan. Đấy. Con này có giá là 20 triệu, các bác nhé. Này. Anh em nào cần thì chung kết liên hệ địa chỉ 752 Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại của em là 0972 192087.
Sản phẩm bên em có ship COD cho trường hợp anh em đặt cọc trước cho bên em, thấp nhất là 1 triệu em sẽ ship COD cho quý vị các bạn. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thước Audio.